Xin chào mọi người, sáng hôm nay xin giới thiệu với mọi người về cây thương tớ và chia sẻ với mọi người về cái cách xử lý cái lá nó trên lá non. Một số anh em có nhắn tin hỏi cây tao nó lên lá rồi giờ sao mày. Thì lúc trước á cũng giờ thì cũng bán cho anh em một số loại cây thương tớ từ hàng lớn tới hàng nhỏ, hàng mini, hàng cành tây. Thì sau khi gieo cây thì cũng để trồng, chỉ cho mọi người, để nói cách trồng cho mọi người là trồng vô cát thôi, cách xây dựng á, cách xây dựng nói chung cát thì nó cây nó sống ổn, cây phôi cây nào cũng vậy. Sau đó mình chỉ bổ phân, bổ hỗ trợ phân sau. Thì lúc gieo cây thì mình cũng để nói với anh em rồi, cây nó cũng dễ sống thì anh em trồng thì cát thôi. Cái cây đừng có để dập, để hư, để trầy trụa, nó dễ úng rồi vậy thôi gì đâu. Thì sau một thời gian trồng thì cái cây nó phải rê lé rồi. Cái lé thì mình nói với anh em, một số anh em để có kinh nghiệm thì anh em biết rồi, còn một số anh em mới chơi thì anh em thấy cái lé lên thì vui rồi đó, nhưng mà cũng chưa an tâm thôi nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người là tại sao là chưa an tâm, rồi mọi người sẽ tiếp tục nha. Đây là cái lá non của cái cây thương tớ nha. Bởi vì chưa an tâm, bởi vì thương tớ là mình chơi cái củ, cái thân với cái lá của nó. Thì củ thân thì lúc anh em mua cái cây thì anh em đã thấy rồi, còn cái lá thì về mình phải chờ nó lên thì mình mới có cái lá. Đây thì cái lá non nó lên này nha anh em. Cái cây này hôm bữa mình có làm clip để chia sẻ và giao lưu với anh em á. Cái cây nó đang đeo bông á, cây đang đeo bông mà nó còn cái bông nó lâu lắm, hơn tháng rồi, hơn một tháng nó mới bắt đầu mới tàn. Những cây khỏe á, cây đi tại nó nằm trong bầu dưỡng này nên là nó chỉ ít khỏe, nó ít sung sức hơn là những cây mình trồng thẳng ra ngoài đất nha. Trong cái nhiều lúc cái bông nó bền lắm, hơn tháng luôn á. Khi nào cái bông đó nó tàn rồi đó, nó hư, nó tàn, nó rụng xuống á thì nó sẽ ra mất cái đột non, nó ra đột non cho nó ra lá mới. Đó là cái cây bông á là cây đột, còn cái cây mà có ổ trái hay là cây cái. Còn cái này là một cây lùn thôi, cây nhỏ thôi. Cái này một nhỏ là củ dưới này, cái thân nó để hóa gỗ đó, nó cứng đó này, nhìn nó dè đó. Bữa nghe thương tế mà nói mấy trăm triệu chưa bán luôn. Mình thương tế mình giấy mềm mại cho anh em thôi nha, không có mấy trăm triệu nha. Đây hồi trước là nghe thương tế nó sốt rồi, do là ăn thương tế là trị bệnh gì đó, nhưng mà mình thương tế thì ăn, nếu mà ăn á thì sẽ ăn được cái lá non của nó này đó. Cái lá non này mà có thể làm gỏi này, ăn sống á, làm gỏi này, làm gỏi thì làm gỏi là lấy cái đột non của nó lên, nếu mà cỡ này là ăn ít hơn được keo quá như gì. Ăn thì làm gỏi với thịt với cá, bỏ thêm rau húng đậu phộng vậy đó, trộn. Vì nó là thương tế nên người ta phải có ăn nó để sống lâu trường thọ gì đó, nên là mới gọi là thương tế vạn tuế. Trong khi cái cây thương tế thì cái rễ nó không ăn được nè, rễ nó dai nhắt này, cái thân cứng ngắc này, gai này. Chỉ có cái đột lé dè thì nó cứng này, chỉ có cái đột non này ăn được nè. Nhưng mà anh em mình chơi thì chắc không ăn đâu, ăn số lượng nhiều ăn cho ăn một hai cọng mà ăn gì. Nên nó để muốn giữ mấy cây thương tớ đẹp á là cái lá nó phải đẹp nha, cái lá nó phải đẹp. Chứ cái lá nó mà nó xấu á thì cái cây thương tớ nó hết, nó giá trị nó lại thấp lại, bởi vì mình chơi lá nữa mà. Nên là cái thương tớ nó hay bị rệp, với lại lúc mới ra lá non nó bị mấy con bọ chích thúc á dưới ăn sâu, nó ăn mấy cái cùi mấy cái lá hết nè, ăn hết mấy cái lá này thôi, nó ăn cùi hết. Có cây này dẫn trứng, cây nào mình không kịp xịt lại nó hư liền. Thì để mà cho giữ mấy cái lá này á thì anh em có, mọi người ở nhiều vườn lớn người ta trữ từ 1.000-2.000 cây, người ta sử dụng phân hóa học. Vì cái phân hóa học thì độ, nói chung là chi phí nó sẽ thấp hơn, cái độ phủ rộng của nó cao, nên là sẽ sử dụng phân hóa học. Còn mình trồng cây hai cây mà sử dụng phân hóa học á thì nó mình trồng ở nhà thì nó hôi, mình xịt nó hôi, nó cũng 2-3 ngày nó hết hôi. Với lại chung là cái gì hóa học thì nó cũng không có tốt cho sức khỏe. Mình bữa nay mình cũng nói về cách hóa học nhưng mà nó đỡ hơn thôi.
Thì mình hay sử dụng cái chai này, cái chai diệt côn trùng để xịt dán, xịt muỗi rồi xịt trong nhà đủ thứ này, xịt côn trùng. Thì khi bữa nay là cái cây nó rê hơi keo này, nên anh em lưu ý là khi mà nó mới vừa cái lú lên thôi, nó vừa lú cái lé lên thôi, xíu xíu rồi lú lên là anh em lấy mua chai này xịt vô, xịt thẳng cái gì này đó cho vô vô. Bộ này xịt thì nó không có ảnh hưởng gì tới cái cây đâu, nó chỉ ảnh hưởng tới mình thôi, mình hít này nó hơi hôi hôi một chút thôi, cây thì không lé rồi nó không ảnh hưởng, nó cũng không có xi nhê gì đâu, nên anh em cứ thoải mái nha. Thì cầm nó lú lên là phải xịt nha, chứ không là nó mấy con bọ bắt đầu nó để tấn công rồi đó. Lên cỡ này mình bữa nay mình xịt thêm lần thứ hai nên sẵn làm clip luôn á. Lên cỡ này mình xịt xịt tiếp xịt xịt ở mấy con đó là nó không có cái chỗ. Thì thời gian xịt thì mình nó xịt là buổi chiều tối á, khi mấy con sâu mấy con bọ rồi mấy con, nói chung mấy con phê hội nó hay ban đêm nó hay đi rê, ngày nắng lắm thì nó rê đâu, nắng nó rê nó nóng đó, trời nay bên mấy độ nó rê làm chi. Nên bên chiều sẩm tối bắt đầu mình xịt là cái tác dụng nó tốt hơn. Hôm nay mình ban ngày đã xịt luôn, chỗ nào xịt được. Thì khi nó rê như thế này xịt một lần rồi nha, nhưng mà tới rê một đợt lần nữa, nó rê cỡ đây, nó rê lên cỡ thêm 20 phân nữa là xịt thêm nữa nha, một lần nữa. Rồi nó rê tới cái lần đây là nó muốn dè lé rồi này, nhưng mà tới lúc non này cũng chưa chắc ăn đâu nha. Đó, cái lé non như thế này cũng chưa chắc ăn nha, nên là phải xịt lúc này phải xịt thêm nữa này, chứ không là nó ăn nữa kìa, có một số nó bị ăn rồi kìa. Mấy con sâu cũng bọ nó hẻo cái non này lắm. Nó nói con người mà ăn trường thọ chắc nó nghĩ nó cũng ăn trường thọ nên nó rê nó lụm họng luôn. Đấy, tới cái này là phải xịt nữa. Khi mà nó về như thế này nè, anh em xem mà lé nó về như thế này mới để mới chắc ăn nha. Là nó hết ăn được rồi đó, nó cứng quá rồi lại mới chắc ăn. Chứ còn non non gì là lắc lơ là nó ăn liền. Lắc lơ là nó ăn cùi lé hết. Thì phải cố gắng để giữ cái lé nó đẹp, cái cây nó đẹp nha, vì thiên tớ mỗi năm ra lé gần lần rồi nha anh em. Khai thác thì mình lạc lé thì về đúng cái thời điểm đó là nó ra lé nha. Có nhiều cây mới làm về nó ra lé luôn, có cây 2-3 tháng sau ra lé, anh em nói sao nó lâu ra lé, nhưng mà sinh học của nó là cứ mỗi năm ra lé một lần. Nên là cái nhìn cho cái cây này, ví dụ như cái cây thì mỗi năm anh em tính được cái lằn của cái cây lên là tính được bao nhiêu năm này đó, mỗi năm nó ra một đợt lé thì nó tạo một cái lằn độ đó là cũng tính được bao nhiêu năm á, từ cái gốc lên này. Mấy cái này thì khó tính nè, vì nó lúc mà ngồi rừng bị người ta đốt xong rồi nó làm lũa lên làm chai lại cứng lại đó, cứ mỗi năm nó sẽ rê một đợt lé thôi, cứ dựa vô cái đợt lé ra nên có thể tính được là cái cây đó bao nhiêu năm đó. Rồi đó là hết ngang cách chia sẻ bên mình nha. Két thì đó, trồng chất trồng két thì anh em cứ trồng thôi, bổ sung thêm phân hóa học. Phân hóa học nếu mà sợ đất chai thì két chai cứ bỏ phân chuồng, chung cứ bỏ phân chuồng cho an tâm. Hóa học nhiều lúc anh em bỏ dư cái nó chết cái cây. Hóa học nhiều sắt vô cho lé nó đẹp, thì loại sắt nó keo là cho lé nó đẹp. Như vậy là mình để chia sẻ cách của bên mình hay làm để giữ mấy cái lá cho nó nhìn nó mướt mát, nó đẹp để mình nói chung để cho anh em vô xem có thể giao lưu. Thì lá nó đẹp thì anh em mới thích, nó dễ giao lưu, nói chung dễ nói chuyện lại với nhau, đi về nhà cái nó đẹp, nhưng nhiều lúc lá nó cùi nhìn nó cũng xấu. Đó là cách của cá nhân bên mình, thì mình làm sao thì mình chia sẻ lại với anh em như vậy. Còn nhiều lúc anh em nhà vườn hoặc là anh em khác có cái cách làm hay hơn thì anh em có thể chia sẻ, thì mình chỉ chia sẻ những gì mình để làm thôi, để làm đó anh em mình rút ra cái kinh nghiệm. Ví dụ dựa cho cái này anh em có thể suy ra cách làm cho anh em khác, anh em suy ra cách làm cho vườn mình, hoặc là anh em suy ra cách làm cho ở nhà mình như thế nào cho nó tiện nhất, nó hợp lý nhất thì anh em cứ làm thôi. Nhưng mà cũng nói chung là cái mục đích cuối cùng cũng chỉ là để mình để giữ được mấy cái lá cho nó đẹp, nó đẹp cái cây. Thì thiên tớ nó ưu tiên như vậy, ưu tiên củ đẹp, thân đẹp, rồi lá. Rồi như vậy cái kết thúc clip mình tại đây nha. Mọi người có cái thắc mắc hay gì đó thì cứ đặt câu hỏi, mình biết gì mà nói nấy, trên quan điểm biết gì nói nấy, còn nói sai thì anh em chỉnh sửa nha. Nông dân mình là mình chỉ tìm hiểu như vậy thôi. Rồi như vậy cảm ơn mọi người đã theo dõi clip nha, hẹn gặp lại nha.